Đây chắc chắn là em iPhone vô địch máy phụ rồi anh em ạ. Với mức giá chỉ khoảng tầm là hơn 3 củ thôi thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ không thể tìm kiếm bất cứ một con điện thoại Android nào có cấu hình tương đương, không thể tìm kiếm một con iPhone nào có trải nghiệm tương đương được. Và đây là iPhone SE 2 2020. Nó thời điểm hiện tại ra mắt được khoảng tầm là 3 năm rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là với số tiền anh em bỏ ra ở thấp nhất thì đây chắc chắn là con iPhone dày thịt và nhiều cơm nhất anh em có thể kiếm được. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về iPhone SE 2020 để xem là mua con này làm máy phụ thì có gì hay và có ưu nhược điểm gì nhá. Trước khi bắt đầu video, iPhone SE 2020 mua đâu mà rẻ vậy thì anh em tham khảo ngay tại cửa hàng Di động Mỹ thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này nhá. Lưu ý, iPhone SE 2020 sẽ có 3 phiên bản, một 64GB, 128GB và 256GB. Ngoài ra nó cũng sẽ có hình thức về pin nữa. Ví dụ như anh em mua chiếc máy mà pin 3.290.000 thì pin của nó sẽ là pin 8X. Còn nếu mà anh em mua máy pin cao, pin 9X hoặc là pin 100 ấy thì sẽ thêm giúp mình là 200K nha. Thì như vậy là nó vẫn rẻ anh em ạ. Rồi, còn bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Cái điểm đầu tiên mà mình nghĩ rằng là anh em mua con SE 2020 này thích nhất, thích lắm luôn ấy, đó chính là thiết kế. Và khi mà dùng chiếc máy này, mình tin rằng là các bạn chỉ cần một cái ốp gọi là Mumimo mỏng mỏng thôi, hoặc là không cần dùng ốp luôn, cũng rất là phê. Cảm giác cầm nắm của nó gọn hẳn trong lòng bàn tay này. So với những con điện thoại Android hoặc so với những con iPhone khác thì không có một con nào có được một trải nghiệm cầm nắm tương đương hoặc là sướng bằng nha. Trọng lượng rất là nhẹ, tất cả các phần bo thì đều được bo cong. Cái phần khung viền này hoặc là cái phần mặt kính phía sau nó cũng hơi vác nhẹ một tí. Đấy, những cái góc bo này đều bo hết nên là cảm giác cầm nắm của em này trên tay thì phải nói rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được em điện thoại này chỉ với một bàn tay duy nhất. Chưa kể nhé, mặc dù em này nhỏ thì nhỏ thế nhưng mà vẫn được trang bị gần như là đầy đủ mọi thứ, nó không có bị thọt so với cái việc là chúng ta sử dụng iPhone khoảng tầm vài chục củ hoặc là những dòng điện thoại Android vài chục củ. Có chăng cái thọt duy nhất chỉ là về thiết kế phần màn hình mặt trước của nó thì nó sẽ không được mới lắm, nó sẽ không phải là màn hình full viền thôi, chứ còn tất cả mọi thứ của nó thì mình thấy nó quá ổn rồi. Đấy, thao tác tăng giảm âm lượng này, phím bấm rất là nảy này. Đấy, phím nguồn thì cũng sẽ có ở đây, vân tay thì nó sẽ nằm ở mặt trước, rất tiện luôn. Và các bạn cũng sẽ có công tác cần gạt im lặng nếu như ta muốn sử dụng đến nó. Ngoài ra thì với con iPhone SE 2 này này thì nó cũng sẽ được trang bị một cái màn hình, mình nghĩ rằng là kích thước của nó ở mức là tạm đủ dùng. Kích thước của nó sẽ là 4,7 inch, tương tự như là iPhone 8. Và các bạn sẽ có độ phân giải là HD. Đấy, và em này cũng sẽ không có tần số quét màn hình cao đâu. Tuy nhiên thì với con iPhone SE 2020 thì mình cũng nói thẳng các bạn luôn là các bạn cũng chẳng cần tần số quét màn hình cao để làm cái gì cả. Vì cái mục đích anh em mua con này làm ấy, hoặc là sử dụng ấy, thì cũng chỉ để là dùng máy phụ thôi, hoặc là sử dụng máy chính nhưng mà nghe gọi hoặc tần suất sử dụng ít. Chứ anh em mà sử dụng con này để chơi game hoặc anh em sử dụng con này mà sử dụng với nhu cầu cao ấy, thì mình nghĩ rằng là không nên. Viền màn hình thì nó vẫn dày, đây là điểm chung của những con iPhone thế hệ trước rồi, nhưng mà đây là điều hoàn toàn chúng ta có thể chấp nhận được. Còn nói về phần mềm bên trong ấy, thì nó là một chiếc iPhone mới ra mắt được khoảng tầm 3 năm thôi. Cái vòng đời của Apple là khoảng tầm 6 đến 7 năm thì nó mới ngừng cập nhật phần mềm cơ. Nên là với con này thì chúng ta vẫn được cập nhật lên những cái phiên bản phần mềm là mới nhất, như mình đang có ở đây là 17.1. Và nếu như mà mình kiểm tra cập nhật phần mềm thì nó cũng sẽ lên được luôn là 17.1.1 anh em nhá, rất ngon lành luôn. Và với cái trải nghiệm sử dụng của mình ở trên con iPhone SE 2020 ấy, nó rất là mượt, nó thực sự rất là mượt. Và mình nghĩ rằng là nếu mà bỏ số tiền khoảng tầm hơn 3 củ để mua điện thoại, anh em hỏi con điện thoại nào là mượt nhất ấy, thì chắc chắn là con iPhone SE này. Tại vì cơ bản phần mềm Apple đã tối hóa rất là ngon rồi nha. Đấy, rất là mượt rồi. Và gần như đã xử lý tất cả những cái gọi là những cái điểm chê ở trên điện thoại Android rồi. Mà nó lại còn thêm một cái nữa là cấu hình em này lại ngon anh em ạ. Nó được trang bị con chip Apple A13 tương tự như iPhone 11. Nhưng mà iPhone 11 bây giờ anh em muốn mua ấy thì phải bỏ ra số tiền khoảng tầm là 6-7 triệu. Còn con này chỉ là hơn 3 triệu mà thôi. Ngoài ra nó được trang bị RAM 3GB, bộ nhớ trong 64GB hoặc là 128 hoặc 256 tùy phiên bản nhé. Em này vẫn được là 723.000 điểm AnTuTu. Và so con này với những con máy trong tầm giá khoảng tầm hơn 3 củ điện thoại Android, cho dù hàng mới, cho dù hàng lướt ấy, thì cái điểm số của nó cũng phải cao hơn gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần. Nói chung ạ, là chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm về phần hiệu năng rất tốt. Đương nhiên là cái hiệu năng của nó chỉ phục vụ cho nhu cầu là chúng ta đóng mở ứng dụng hoặc là chúng ta sử dụng nó với những mạng xã hội thôi. Chứ còn em này mà đem đi chơi game thì mình khuyên các bạn là không nên nha. Tại vì máy nó quá nhỏ, con chip thì nó quá mạnh,
khả năng tản nhiệt thì nó sẽ hơi kém. Và khi mà chúng ta chơi game ấy, thì nhiệt độ nó sẽ nóng ran lên và ngay lập tức sẽ bị giảm độ sáng màn hình, ngay lập tức sẽ bị flop hiệu năng. Anh em nào sử dụng con này để chơi game ấy, thì mình phải nói thật luôn là bái phục anh em thực sự luôn. Nhưng mà cũng có một lưu ý cho anh em khi mà mua chiếc máy này là hãy mua phiên bản 128GB trở lên nhé. Chứ còn phiên bản 64GB thì chỉ đủ dùng với những anh em mà kiểu nhu cầu ít thôi. Chứ còn mà mình chỉ cài một vài game ứng dụng, mình chỉ cài test thôi nhé, mà đã sử dụng là 35/64GB và cái trống nó chỉ khoảng tầm 20 mấy GB nữa thôi, thì mình nghĩ rằng những anh em nào sử dụng với tần suất cao, lưu trữ nhiều, data nhiều ấy thì sẽ không đủ đâu. Còn đến một điều mình rất thích ở trên iPhone SE 2020, đó chính là về phần camera. Camera của iPhone SE 2020 nó đẹp nha. Anh em đừng thấy chỉ có một cam sau mà chê. Tại vì cơ bản á, với camera của iPhone SE 2020, các bạn xem giúp mình này, nó có camera sau 12 chấm, có chống rung quang học, có quay video 4K 60fps, và cái chất lượng quay video của nó phải tương đồng với gần như là khoảng tầm 1910 với iPhone 11. Nó trên tầm so với con iPhone XR một tí rồi. Đấy, vì con này, chi tiết này, màu sắc này, cái màu của nó thì chắc nó không đẹp, nhưng mà màu của nó sẽ thiên về hướng thật. Anh em nào mà kiểu cần chụp ảnh backup này, anh em nào mà chúng ta cần một cái khả năng quay video tốt, màu sắc nhìn trung thực và độ chi tiết ngon, thì với con iPhone SE 2020 nó đáp ứng quá tốt cái nhu cầu sử dụng của chúng ta luôn. Đặc biệt là khả năng quay video, em này có khả năng quay video 4K 60 cũng là duy nhất trong tầm giá, gần như là hiếm hoi trong tầm giá làm được điều này. Đó, chi tiết màu sắc thì mình nghĩ rằng là anh em không chơi được đâu. Về camera selfie thì em này sang trang bị camera selfie là 7 chấm. Và camera selfie của nó thì mình thấy ở cái mức là bình thường thôi, để selfie hoặc là gọi video call công việc thì được. Chứ còn nếu mà anh em cần chất lượng cao hơn thì cái đời này thì camera selfie của nó chưa ngon lắm. Rồi, một điều mà chắc chắn khi anh em sử dụng iPhone SE 2020 rất là thích, đó là với chiếc iPhone này chúng ta có thể add được eSIM. Và nếu như chúng ta muốn sử dụng nó là một con máy phụ mà các bạn ngại cái việc là mua iPhone 8 bây giờ thì kiểu là nó chỉ dùng được một SIM thôi, mà các bạn muốn mua thêm nhiều SIM, thì đây, iPhone SE 2020 sẽ là một chiếc máy hợp lý cho các bạn. Vì ở đời này các bạn có thể là add được một SIM vật lý và cũng như là có thể add được một eSIM sử dụng rất là ngon lành rồi, thấy chưa ạ? Ngoài ra thì với iPhone SE 2020 thì cái vấn đề mà chúng ta sử dụng nó để là máy phụ, khi mà chúng ta đã có một con máy iPhone chính hoặc là chúng ta đang sử dụng một con MacBook ấy, thì nó rất là tiện. Chúng ta có thể đồng bộ được tất cả những hình ảnh này, chúng ta có thể đồng bộ được tất cả những ghi chú này. Khi mà chúng ta muốn preview lại, chúng ta muốn xem lại, chúng ta chỉ cần vào đây, đấy, nó sẽ tự động đồng bộ này, nó sẽ tự động gọi là sao chép toàn bộ luôn, không mất thời gian, và chúng ta cũng không có bị gọi là sao nhỉ, kiểu như ta cần phải chuyển file từ máy này qua máy kia. Nên là nếu anh em sử dụng iPhone mua con này là máy phụ thì đỉnh luôn. Còn nếu anh em sử dụng Android mà mua con này là máy phụ thì mình thấy rằng nó vẫn đủ tốt anh em nhé. Về cái điểm mà mình nghĩ rằng là yếu nhất ở trên con iPhone SE 2020 thì đó chính là về phần pin. Pin của iPhone SE 2020 thì nó không quá trâu, 1820 mAh, và các bạn sẽ có sạc là 18W sạc có dây, nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ không lên được 18W đâu. Khi mà mình thử nghiệm thì nó chỉ lên được khoảng tầm 15W thôi. Pin 1800 mAh của em này thì nó không thực sự trâu luôn, khi nó gánh con chip nó mạnh quá so với lại cái thân hình bé tí như thế này. Nên là dùng em này thì mình chỉ dùng được khoảng tầm là hơn 4 tiếng cho một chiếc máy mà pin gần như là chưa chai và vừa thay pin. Còn nếu như ta sử dụng với những nhu cầu cao hơn nó và pin chai nhiều rồi, khoảng tầm 9X hoặc là 8X nhỏ, thì con này chỉ dùng được khoảng tầm hơn 3 tiếng nhé. Một ngày các bạn sạc con này khoảng tầm 2-3 lần là câu chuyện hết sức bình thường. Nên thế mình mới bảo rằng là con này chỉ phù hợp với nhu cầu là làm máy phụ, chứ còn làm máy chính thì đố anh em nào dùng nổi luôn. Như vậy trong video ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau review về iPhone SE 2020. Phải nói rằng đây là một con máy mà nó cho mình một cái sự bất ngờ về giá. Các bạn sẽ có một chiếc máy rất là gọn này, làm máy phụ cực kỳ ok, cấu hình này, sim sóng này, hoặc là những trải nghiệm tính năng của nó thì chả thua gì những con iPhone đời mới cả. Nhưng quan trọng nhất là mức giá của nó thì cực kỳ hợp lý. Anh em nghĩ sao về em nó, đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.